Các em học sinh thân mến, hôm nay thầy xin hướng dẫn chúng ta các cái bước đăng nhập vào trường học trực tuyến để tham gia các lớp học trực tuyến do thầy cô của trường đã gửi bài lên để cho các em học. Đầu tiên các em sẽ mở Google Chrome lên hoặc là chúng ta sẽ mở Cốc Cốc cũng được. Sau khi mở xong, chúng ta nhìn lên cho thanh tìm kiếm, các em nhấp vào đó và điền cái địa chỉ tên trường của mình. Ví dụ tên trường của mình là Chợ Vàm, nên điền là Chợ Vàm gạch ngang BTAG, viết tắt của Phú Tân An Giang đó, .lms.vnedu.vn. Sau đó chúng ta sẽ có Enter. Trang web sẽ xuất hiện một cái giao diện của trường mình. Các em nhấp vào chữ đăng nhập. Đăng nhập đây. Chúng ta sẽ đăng nhập bằng địa chỉ email. Địa chỉ email này thầy giáo viên chủ nhiệm đã gửi cho các em. Email và mật khẩu luôn. Nhà thầy sẽ nhập một cái bạn lớp 7 chẳng hạn. 7 thì có lưu sẵn đây. Lưu sẵn đây là 7. Rồi. Thì đăng nhập vào. Rồi sau khi chúng ta đăng nhập vào thì cái không gian lớp học của mình sẽ như thế này. Đó. Trong đây là sẽ hiển thị lên những cái bài học mà thầy cô đã gửi lên trên đây. Rồi, tuy nhiên chúng ta muốn vào học thì chúng ta cứ vào cái chỗ khóa học, cái chữ khóa học trên đây để nhấp vào cái nơi mà chúng ta có thể liên kết học được. Rồi sau khi nhấp vào khóa học thì giao diện nó sẽ hiện lên. Ở đây là khối 7, khối 8, khối 9. Ví dụ bạn này là lớp 7 và 4 thì bạn sẽ vào khối 7 để học, tham gia học, nhấp vào khối 7. Rồi, sau khi nhấp vào khối 7 thì ở đây sẽ hiển thị lên rất nhiều những bài học mà thầy cô đã tải lên đây cho các em. Và bên cạnh bên đây thì chúng ta có cái cột của khối 7, đây là đầy đủ các cái môn. Toán, ngữ văn, vật lý nó dài, xuống đây có đoàn đội, rồi phó hiệu trưởng ngoài giờ lên lớp vậy đó, hiệu trưởng có những thông báo gì sẽ gửi lên đây, các em có thể tham gia vào đây các em xem. Ví dụ như là bạn này muốn tham gia vào cái môn vật lý đại học thì nhấp vào môn vật lý, còn không thôi người ta sẽ tìm kiếm bên đây, kiếm bên đây có môn vật lý được môn nào thì nó hơi lâu hơn, các em nhấp vào cái môn vật lý bên đây thì nó nhanh hơn, nhấp vào vật lý. Trong cái môn vật lý có một bài vật lý của cô Nguyễn Nguyên Nhã Phương đã gửi lên đây, các em nhấp vào đây. Thầy lưu ý một điều, khi chúng ta muốn nhấp vào để liên kết được thì các em rê chuột sao cho xuất hiện bằng tay. Còn nếu không có xuất hiện bằng tay thì không thể liên kết được. Xuất hiện bằng tay thì chúng ta mới liên kết được. Cách đơn giản nhất chính là các em rê chuột vào những dòng chữ màu xanh thế này. Tên bài, tên cái bài học của mình á sẽ đơn giản nhất. Rồi ta nhấp vào. Sau khi liên kết tới đây thì các em thấy cái chữ vào học. Các em nhấp vào chữ vào học. Hiện lên giao diện như thế này. Thì trong đây giao diện thông báo như thế nào thì không quan trọng ha. Các em cứ tham gia học bình thường, tại vì thầy cô đã thiết kế để cho chúng ta học thì cái khoảng thời gian học hay là ngày bắt đầu học thì chúng ta rất là thoải mái. Có chỗ đăng ký này thì không sao. Các em sẽ rê chuột tiếp tục lên cái bài học ở cái cột bên tay trái của mình ở đây. Cột bài học đây. Đó. Các em rê chuột sao cho xuất hiện bằng tay ha. Thì cứ nhớ chúng ta lưu ý những dòng chữ màu xanh thế này, nó xuất hiện bằng tay, nhấp vào đây. Sau khi nhấp vào liên kết đến cái bài học của cô Nguyễn Nguyên Nhã Phương để dạy cho các em. Đây. Xin chào các em. Đó. Trước khi vào bài mới, bài thì cô sẽ kiểm tra lại. Rồi. Trong cái bài của cô Nguyễn Nhã Phương thì sẽ xuất hiện hai cái nội dung, một cái nội dung là cái bài học bằng video, một nội dung là cái nội dung ghi bài. Sau khi chúng ta xem cái video xong, các em có thể là nhấp vào cái chỗ nội dung ghi bài này để chúng ta xem coi cô yêu cầu mình cái gì nữa. Rồi. Tương tự vậy chúng ta cũng rê chuột đến dòng chữ màu xanh mình nhấp vào. Chúng ta chờ nó load lên các em, chờ load lên khung ở giao diện này. Các em thấy lâu nó chưa load thì chúng ta có thể nhấp lần nữa. Chờ cho load lên. Tại vì nhiều lúc nó load chưa kịp. Rồi chúng ta có thể nhấp thêm ha. Chờ một chút nó sẽ hiện lên. Nhấp nữa coi. Nó hiện lên rồi. Vậy ta nhấp khoảng 3 lần ha, 3-4 lần nó mới hiện lên. Rồi đây là tất cả những cái nội dung ghi bài mà cô hiển thị trên đây. Thì các em thấy nhìn trên đây để chúng ta ghi chép bài và vở. Tuy nhiên ở trên đây cô có liên kết với một cái file Word để các em có thể tải về. Tải về để các em in ra đây học ở nhà. Các em rê chuột đến mũi tên xuống nó có chữ tải về nè.
chúng ta có thể nhấp vào đây, đó em nhấp vào đây thì nó sẽ tải về cho mình chẳng hạn vậy. Rồi ngoài ra sau khi cái, ví dụ như một số cái môn mà có liên quan tới bài tập, chẳng hạn môn vật lý là có liên quan bài tập đi, sau khi ta học bài xong chúng ta muốn đặt những cái câu hỏi để gửi cho cô, hoặc là giải bài tập xong chúng ta có thể gửi bài để cô nhận xét bài làm của mình coi được hay chưa, thì các em sẽ vào cái ô này, cái thanh này này, nhập nội dung trả lời của bạn. Nếu chúng ta không nhập nội dung ở đây thì các em không có nhắn tin cho cô, có thể gửi qua Gmail, qua Zalo hay là qua Messenger vậy đó. Tuy nhiên ở đây thầy hướng dẫn chúng ta là lớp học trực tuyến, cho nên ở đây là các em nhấp vào chỗ nhập nội dung trả lời. Rồi chúng ta thấy cái ô nội dung ở đây nó có chữ, có đánh dấu sao ở đây là bắt buộc chúng ta phải gõ chữ vào đây. Ví dụ ở đây các em có thể gõ dòng chữ là em học xong bài rồi, cô gửi bài khác nhé. Em học xong bài rồi, học xong bài rồi, cô gửi bài khác nhé. Rồi sau khi chúng ta thắc mắc nội dung gì đó, ta hãy nhập vào đây, em không hiểu nội dung nào cô giải đáp giùm em gì đó. Rồi sau khi nhập xong các em nhấp vào chữ gửi bài này, gửi bài đây. Thì sau khi các em gửi bài cho cô thì chúng ta thấy nó giống như là kiểu Messenger vậy đó. Thì chúng ta thấy được những cái đàm thoại ở đây, một bên là tin nhắn của các em, một bên nếu mà cô nhắn lại sẽ gắn cái nội dung trên đây. Do đó là các em có thể trao đổi trực tiếp với thầy cô khác hay là thầy cô mà giảng dạy với mình đó, qua cái bảng trao đổi ở đây cũng được. Ngoài ra nếu mà chúng ta có làm những cái bài tập để giải cho cô xem, các em có thể giải trên Word hoặc là có thể chụp hình gì đó, thì các em có thể liên kết cái hình ảnh đó gửi cho cô xem. Thì tương tự vậy các em cũng nhấp vào ô là nhập nội dung trả lời của bạn. Ô này chúng ta vẫn phải nhập vô hả em? Các em phải nhập là em làm xong bài tập cô nhận xét giùm em hay gì đó. Em làm xong bài cô nhận xét giùm em. Cô nhận xét giùm em. Rồi sau đó các em nhấp vào ô dưới đây. Nhấp vào ô dưới đây để chúng ta liên kết đến cái file Word hoặc là cái file hình ảnh nào đó mà mình chụp hình cái bài tập của mình đó. Ví dụ như thầy liên kết một file Word đi ha. Rồi như hình ảnh thì nó sẽ hiện thị trên đây chẳng hạn vậy nè. Rồi thầy nhấp vào đây, phanh lên. Sau khi phanh xong ta thấy có mũi tên ở đây, mình nhấp vào chữ phanh này nó có chữ upload phải không? Chữ upload, mũi tên nó có chữ upload. Các em nhấp vào đây chờ nó load đủ 100%, hiện màu xanh là xong. Rồi các em gửi bài cho cô. Rồi sau khi gửi bài xong chúng ta thấy được mình cái tin nhắn mình gửi ở đây nè đó. Ngoài ra cái tập tin đính kèm của mình cũng gửi được ở đây, thì cô sẽ xem ở đây, cô có thể trả lời cho mình thì sẽ hiện là bên ngược lại bên đây. Vừa qua thầy đã hướng dẫn các em cách để chúng ta đăng nhập vào cái trang trường học trực tuyến của trường, tham gia các lớp học, gửi bài cho thầy cô để thầy cô nhận xét. Chúc các em tham gia khóa học thành công. Chào các em.